nó cắn đó, nó cắn đó. Đó, nó còn khỏe mạnh mà. Con này bằng con lóc bông bự 2 kg đúng không? Lóc bông nó ngắn ngủn hả? Mà nó to to luôn. Ừ. Đem về rất cực khổ nghe anh em. Thôi thế thôi được rồi. Nặng lắm. Được rồi, được rồi. Mờ mắt là không còn mà mắt còn xanh lè mà. Đây. Thêm nước vào đi cơ. Thay là mình rồi. Mắt còn xanh lè mà. Cuộc dùng này chỗ này lại đó, thất rút quá. Thất rút quá, dùng này. Bụng bố luôn này thôi hả? Bụng luôn. Thất rút chặt lại nó. Cứ vào sau luôn ý, vào sau. Sau tính rồi đi. Sau từ để cho nó vô đó. Con này 2 kg mấy nghe anh em. À, cái đâu không phải được, không có được, không có được. Đừng có thổi cái đó. Hút gió thôi, cái đó có phải oxy đâu mà không thổi vô nó chết ngắt. Nó tên là nè. Không biết rồi. Không, cái bọc cao su trúng mắt nó ấy qua đó. Hy vọng là nó sẽ sống. Một cái, một cái, một cái, một cái. Trời khủ.